tranh gỗ đồng quê sau 2 năm thì sẽ như thế nào? Và các bạn đang nhìn thấy một cái bức tranh gỗ đồng quê mà chúng tôi đã chế tác cho một bác khách ở Kiến Thụy, Hải Phòng. Đã sau 2 năm thì đây là một cái phôi gỗ, cả lòng tranh và khung tranh thì đều bằng gỗ gõ. Và sau 2 năm thì cái gỗ gõ này đã bắt đầu có những cái màu thời gian. Ví dụ như là ở bên những cái góc này nó có một chút cái phần màu nó đậm hơn, bởi vì cái vân gỗ ở đây là nó sẫm hơn này. Cái phần ở giữa thì cái màu nó tươi hơn, cộng với lại cái phần khung cũng tương đối là đều màu cùng với nhau. Với một cái kích thước là dài 2m32, cao 1m07 và dày 10 cm, thì có rất nhiều những cái chi tiết được kênh bong nổi khối ở trên bức tranh này. Và cái quan trọng nhất là sau 2 năm thì gỗ vẫn còn rất là ổn định, không bị nứt răm, không bị nứt đầu gỗ. Các cái góc của cái phần tranh, của cái phần khung tranh cũng rất là ổn định, không có bị há, không có bị hở. Nên là cái phần gỗ gõ này trải qua thời gian như này cũng là một cái sản phẩm để minh chứng cho cái chất lượng về cái sản phẩm, chất lượng của cái phần phôi gỗ mà chúng tôi đã chọn ngay từ ban đầu.